Nam Khánh xin kính chào và toàn thể quý vị. Tiếp tục một clip em giới thiệu đến quý vị một cặp củ loa tầm dài của Chio Kenwood, một cặp có cái kích thước chiều ngang 16,5 các bác nhé. Chiều tâm lỗ ốc chéo là 15,5 cm. Cặp này thì là hàng em mua trực tiếp từ Nhật về. Dòng màng giấy có phễu nhá. Dòng màng giấy, gân của nó là gân tẩm dầu còn rất là ướt nhá. Đây em quay gần hơn cho quý vị xem này. Đấy, gân của nó còn ướt nhá và gân của nó mềm nhũn luôn. Đấy, dòng này thì chắc chắn là độ nhạy cao rồi. Đấy, đây là cái phần làm châm cũng như là thông số của cái tên hãng này, Chio Kenwood này, Japan. Mã của nó là T10023205. Đấy, củ xương của nó là xương bộ đội các bác nhá, xương xanh. Đấy, nguyên zin, hoạt động tốt hết nhá. Hình thức thì còn rất đẹp, rất mới nhá. Rồi em sẽ quay cho quý vị nghe thử một đoạn cặp Chio Kenwood. Cặp này thì giá cũng xin báo giá luôn với quý vị, rất rẻ, chỉ có hơn 1 triệu đồng một cặp này thôi, bán 16 các bác nhá. Đấy, cái này em đang mở bằng cái cục Victor nhé. Nhớ chuyện xưa vào đời, đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương xót trao nhau trọn lời, để rồi là sao quên biết tên người quen, biết nẻo đi và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh khoát giữa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm một toàn bộ tuyến loa rất đẹp nha quý vị nhé. Biết rằng chẳng duyên thua để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ nay buồn dài lê thê, có hôm chờ nghe gió lạnh đâu tìm về làm dễ sông lên vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn Em cũng xin báo giá luôn với quý vị cái cặp loa Chio Kenwood toàn dải 16 cm này, bên Nam Khánh đang bán là 1,4 triệu quý vị nhá. Hàng mua trực tiếp từ Nhật về, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Đấy, tất cả những cái mặt hàng này thì em đều nói chung là những con này thì nó không phải thuộc dạng gấu nhưng mà nhìn nó đẹp quá và cái tuyến loa rồi các thứ nó nhìn nó rất là khôn thì em mới lấy về, chứ còn nó ở cái phân khúc bình dân quý vị nhá. Nó ở trong một cái phân khúc bình dân thôi, có hơn 1 triệu đồng thôi, 1,4 triệu quý vị nhá. Anh em chơi cặp này thì đúng là ngon bổ rẻ. Đấy, thì quý vị nào có nhu cầu cái cặp loa toàn dải 16 cm này thì liên hệ cho Nam Khánh số điện thoại 0972451489. Tất cả các mặt hàng thì đều có ship toàn quốc và không bao gồm phí ship các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó đẹp xuất sắc luôn, chưa qua sử dụng tại Việt Nam các bác nhá, mua trực tiếp từ Nhật về luôn. Đấy, con này thì nó nhẹ cho nên là cái tiền cước nó cũng không hết bao nhiêu tiền, cho nên là cái giá tổng thành để cho anh em chơi thì nó cực kỳ hợp lý, chỉ có hơn 1 triệu đồng thôi. Nó chỉ không bằng một cặp bát 13 bình thường như mấy bữa trước em báo. Đấy, giá rất rẻ, 1,4 triệu quý vị nhá. Xin chào quý vị, hẹn gặp quý vị ở cái clip tiếp theo.